Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của ngày đầu tuần ngày hôm nay, để chúng ta đến với câu chuyện rất hay có tựa đề là Resort Quỷ Ám trên kênh Chuyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mùa đại dịch, tất cả những hoạt động thường ngày của con người đều bị đảo lộn lên cả. Tại trung tâm thành phố, tuy đây không phải là vùng tâm dịch, nhưng mà cũng bắt đầu rục dịch có những ca bệnh trong cộng đồng. Trường thì đã cho nghỉ gần một tuần nay, cho nên Dũng và nhóm bạn của mình rảnh rỗi lắm. Họ cứ tập trung tám chuyện, chơi game hay là nấu nướng hát hò cho qua ngày. Sáng nay do hàng quán đã đóng cửa cho nên Dũng bảo mọi người tập trung lại nhà của mình. Vẫn như thường lệ, người có mặt sớm nhất là Chiến, người bạn thân thiết nhất của Dũng. Vừa mới bước vào trong nhà, cậu ta đã gọi lớn: "Dũng à, hôm nay ăn món gì đấy?" Dũng chạy từ cầu thang xuống, ném ngay cho bạn của mình một trái táo đang cắn dở rồi trả lời: "Đó, cho mày đó, ăn đi kẻo đói. Cái thằng này mày định giỡn mặt với tao hả?" Và cũng chỉ cần vài giây thôi, Dũng đã bị bạn của mình đè xuống sàn. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng mà làm sao có thể thoát được, bởi Chiến vốn là một võ sư karate. Ngoài thời gian lên lớp thì cậu ta còn đi dạy ở những trung tâm võ thuật. Vì thế Dũng liền vỗ bành bạch xuống sàn: Tao thua, tha cho tao đi mày." Chiến cười nhưng nắc nẻ buông cổ của bạn mình ra, không quên kèm theo một cú cù và nách. Dũng lồm cồm bò dậy lầm bầm nói: "Mày đợi đấy, tao đi học võ. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn." "Sao, thích báo thù không hả?" "À không. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng cười nói vọng đến. Tất nhiên là cả hai người Dũng và Chiến nhận ra đối phương, đó là Hương và Định, cặp uyên ương đẹp đôi nhất khoa. Trông thấy bạn của mình tay trong tay bước vào, Chiến hất hàm nói với Dũng: "Mày xem này, chúng ta ai nấy đều ế đến chảy thây, còn chúng nó thì đấu đờn với nhau như vậy, có gai mắt không chứ? Theo tao nghĩ thì mình từ mặt chúng nó cho rồi." Trước câu nói của Chiến, Hương bước đến gần bĩu môi trả lời: "Gớm, từ mặt thì từ mặt, tới lúc kiểm tra cuối kỳ thì đừng có mà nhờ con này làm hộ nhé." "Ờ, tao có nói gì đâu, mày nghe nhầm rồi đó." Cả bọn lại cười ồ lên rồi lao vào trong bếp phụ Dũng nấu nướng cho bữa trưa. Căn nhà nguyên căn này được cậu thuê từ khi vào đại học, chứ không ở chung với gia đình, cho nên ngoài Dũng ra thì chẳng có ai ở đây. Đang lay hoay rửa mớ rau thì Chiến mới quay sang hỏi bạn của mình: "Ê Dũng này, lúc tối trong nhóm chat mày bảo là có kế hoạch đi chơi mới hả? Sao nãy giờ không có nói cho mọi người biết?" "Từ đã, vẫn còn có một người nữa chưa có mặt cho nên là tao chưa tiện nói." Cả ba người còn lại đồng loạt chố mắt nhìn có vẻ bất ngờ, bởi ai cũng biết trong nhóm từ trước đến giờ chỉ có 4 người mà thôi. Giờ lại thêm có một người nữa. "Mày không đùa đi chứ Dũng?" "Tất nhiên là tao không đùa rồi, nhưng mà bí mật người này không có xa lạ gì với bọn mình đâu." Dũng càng tỏ ra bí mật thì đám bạn của cậu lại càng tò mò vô cùng. Vừa rồi khoảng chừng hơn 15 phút sau thì ở bên ngoài có tiếng chuông cửa. Có thể dễ dàng đoán được người bí mật mà Dũng nói đã xuất hiện. Cậu từ trong bếp vội vàng chạy ra để mở cửa. Ba người còn lại nhanh chóng đi theo. Ra đến nơi, khi mà người kia xuất hiện cùng với Dũng thì khỏi phải nói, sáu con mắt đồng loạt trố lên: "Hoa." Chính gọi tên của đối phương trong sự ngỡ ngàng, người tên Hoa này cũng là một thành viên trong lớp đại học của cả bọn. Tuy nhiên trong suốt 2 năm qua, Hoa luôn sống khép kín, suốt ngày chỉ biết ăn học, thậm chí là bỏ qua luôn những cuộc vui, cuộc tụ họp của lớp. Còn nữa, dường như không ai trong nhóm kể cả Dũng nói chuyện quá nhiều với Hoa. Sự bất ngờ được tiếp diễn khi mà Dũng đưa tay nắm lấy tay của Hoa rồi giơ lên: "Đây, tao xin giới thiệu người yêu của tao." "Cái gì?" "Thôi nào Dũng, mày đừng có nói đùa như vậy chứ." "Ta đâu có đùa phải không Hoa?" Vừa nói Đức vừa hôn nhẹ lên trán của Hoa một cái để chứng minh. Và đối phương cũng chẳng phản ứng gì với nụ hôn này, thậm chí là còn cả mỉm cười ra vẻ thích thú. Cuối cùng sau một hồi gặng hỏi thì cả nhóm mới biết được rằng thì ra trong thời gian vừa qua, Dũng và Hoa đã âm thầm nhắn tin với nhau. Chuyện gì đến cũng đến, tình cảm của họ bắt đầu phát sinh từ đây. Mới đêm hôm qua, Dũng chính thức tỏ tình và được Hoa đồng ý. Cậu cũng định dùng chuyến đi chơi sắp tới của cả nhóm để coi như là một buổi hẹn hò hai đứa.
Nghe xong Chiến xì cả mặt xuống, trừng mắt nhìn Dũng. Mẹ nó chứ, nghĩ có bất công không? Bình thường nhóm bốn người đi chơi, còn có thằng Dũng ế cùng với tao. Bây giờ bốn đứa bay có đôi có cặp, tao đi theo để chụp ảnh sao? Thôi. Hưng liền nói chen. Chiến à, ông phải nghĩ tích cực hơn. Ông đi theo để chụp ảnh cho đôi cho bọn này chứ. Không có ông thì ai chụp được? Câu nói đùa của Hương làm cho tất thảy mọi người còn lại phải cười ồ cả lên. Dũng đưa tay khoát vai Toàn định hôn hoa thêm cái nữa, thì cô lắc đầu xoay người né tránh. Thôi nào, đừng có làm vậy, ngại lắm. Ôi dào ôi, ngại gì mà ngại. Để tôi nói cho Hoa biết, trong nhóm này bọn tôi hoàn toàn tự nhiên với nhau, xem như là người nhà cả, cho nên có thể hiện tình cảm cũng không sao. Mình cứ thế này là còn bình thường chán, chứ đến lúc hai đứa kia nó ôm hôn nhau thì còn ghê hơn như vậy đấy. Chiến có lẽ vẫn là người bình tĩnh nhất. Cậu ta ngồi sụ mặt trên ghế, nhìn Dũng như thể là kẻ thù vậy. Không phải thôi, hai người chơi thân tới mức độ này mà đến việc bạn của mình có người yêu Chiến cũng chẳng được thông báo. Định ngồi từ nãy đến giờ, bây giờ mới lên tiếng. Thôi không có làn màn nữa, thằng Dũng mày mau nói kế hoạch đi chơi là gì. Thời buổi dịch như thế này tìm được chỗ chơi khó lắm đấy, biển hay là những địa điểm du lịch đều đã đóng cả. Dũng liền gật đầu rồi nói, tao biết mà, tuy nhiên tao đã có một nơi rất thích hợp cho cả nhóm nghỉ ngơi. Đó là ông chú họ hàng của tao mới thông báo mấy ngày trước là khu resort nghỉ dưỡng của ông đã hoàn thành đến 80%. Nó nằm cách thành phố mình chỉ có hơn 70-80 cây số, nằm giữa thung lũng tách biệt với dân cư ồn ào ở bên ngoài. Hệ sinh thái ở bên trong đó thì khỏi phải chê. Ban đầu nhận tin tao cũng định nói cho cả bọn biết, nhưng do còn có thêm điều bất ngờ này nữa cho nên thôi, cứ để nói luôn một lần. Rất cầu Dũng nắm chặt lấy tay cổ Hoa. Nghe đến chuyện đi chơi thì Chiến đột nhiên thay đổi vẻ mặt, liền sau đó nói chen vào. Ê, chỗ đó có rừng hay là biển gì không? Không có, tuy nhiên hình như là trong khuôn viên có khu vườn cổ thụ và một cái hồ nước lớn, có thể chèo thuyền ca sắc ở trên đó. Ngon đấy. Chiến liền trầm trồ bởi dân võ như cậu ta rất thích vận động và chơi những trò chơi mạo hiểm thiên về thể lực. Định và Hương lúc này cũng góp lời. Ê Dũng, ngoài ra còn có gì nữa không? Bọn tao tính ra thì cũng sắp đến ngày kỷ niệm hai đứa quen nhau. Nếu ở đó không gian đủ lãng mạn thì bọn tao sẽ tổ chức kỷ niệm ở đó. Trời đất ơi, gì chứ cái này thì mày yên tâm, khu resort này không có phòng lẻ mà toàn bộ đều là những căn villa đầy đủ tiện nghi, có căn một phòng ngủ, hai phòng ngủ hoặc thậm chí là ba phòng ngủ dành cho cả gia đình. Ôi chào đất ơi, nói giá luôn đi mày, chứ tao nghe cái văn này nó giống như là đang quảng cáo lắm đó. Không không, đừng có đem cái chuyện tiền bạc mà vào nói ở đây, khu này là của người quen và lại nó chưa hoàn thiện cho nên không mất tiền. Bọn mình chỉ tốn thời gian nhờ nhân viên mua đồ ăn và chế biến giúp thôi. Muốn ăn sang thì mỗi người vài triệu là cân được hết. À, coi bộ thì cũng hấp dẫn đó. Hương liền quay sang Định. Anh à, mình đi nhé. Ờ, cũng được. Định liền gật đầu đồng ý. Rồi sau đó bốn người đều hướng cặp mắt về Chiến. Còn mày thì sao? Đi chứ, tất nhiên là tao đi. Mấy cái trò này sao thiếu tao được chứ? Ok, tao nói trước nhé. Đã chấp nhận đi thì ra đó, thế hai cặp này quấn quýt bên nhau thì đừng có mà ganh tị rồi bỏ về giữa chừng đấy. Tưởng gì, tụi bay đợi đi. Tao sẽ tán đổ một em phục vụ xinh đẹp cho bốn đứa bay lóe mắt chơi. Thông báo cho mày biết, phục vụ ở đó toàn là mấy bà cô U40 đó thôi. Húp được thì cứ húp. Dũng nói dứt câu thì cả bốn lại cười như nắc nẻ. Chiến trừng mắt bất lực trước đám bạn quỷ quái của mình. Sau gần 2 ngày chuẩn bị, sáng nay cả nhóm có mặt tại nhà của Dũng để bắt đầu chuyến đi chơi của mình. Vẫn là câu hỏi cũ, Dũng vừa chất đồ lên chiếc xe 7 chỗ vừa hất hàm về phía của Chiến. Ta cho mày suy nghĩ lại đó, nếu không muốn đi thì tao bỏ lại $3 cho. Chứ ra đó thì tao sợ mày ăn cơm chó của bốn đứa bọn tao đến mức khóc mất. Đừng có mà điên. Chiến lắc đầu trừng mắt. Rút từ trong túi của mình ra một cái cần câu gập rồi khoe. Ta đã chuẩn bị cả rồi, với lại cái cần này ta có thể ngồi cả ngày ở hồ, không quan tâm đến bọn bay đâu. Định ngồi ở ghế lái quay ra đằng sau nói với theo. Thôi đừng có mà chọc nữa, mau lên xe đi, đến đó cho nó kịp giờ cơm trưa.
Thế là cả nhóm leo lên xe, nó từ từ lăn bánh rời khỏi đoạn đường phố tấp nập về phía trước. Theo như sự chỉ dẫn của Dũng, xe đi được hơn 2 giờ đồng hồ thì ngừng lại ở trước một đoạn đường xi măng khá là chật hẹp. Đã vậy, hai bên đường còn có hàng chục đống cát sỏi. Đang loay hoay không biết có nên đi vào hay không thì Dũng đã lên tiếng. Cứ đi đi, đường này người ta sắp mở rộng với trải nhựa cho nên hơi có chút bừa bộn. Yên tâm, ta có ngồi đây cũng không sợ bị lạc đâu. Định gật gù quay xe nhằm thẳng hướng con đường nhỏ mà chạy tới. Đi chừng thêm được 10 phút nữa thì Dũng chỉ tay về phía bên phải rồi reo lên. Tới rồi, tới rồi. Trái ngược hoàn toàn với đoạn đường bên ngoài, đập vào mắt của cả nhóm là một cánh cổng khá lớn, kèm theo dòng chữ kích thước tương ứng, Thành Công Resort. Chiếc xe vừa mới ngừng lại, ở bên trong có hai người mặc đồng phục của resort chạy ra, nghe đừng cười rồi nói. Đây là đoàn của anh Dũng phải không? Vâng, đúng rồi, tôi Dũng đây, mọi thứ được sắp xếp xong cả rồi chứ? Dạ rồi, bây giờ trong thời gian chờ đợi bọn em kiểm tra phòng lại lần nữa, thì mời anh và mọi người di chuyển ra sảnh chờ, uống nước mát và ăn bánh ngọt. Sự phục vụ chuyên nghiệp này thực sự làm cho cả năm người có chút dễ chịu lắm. Tuy nhiên được trải nghiệm dịch vụ ở đây, nhưng mà bước ban đầu cũng có thể gọi là chấp nhận được. Giờ năm người đưa chân đi vào trong sảnh chờ, còn hành lý thì được hai người nhân viên kéo xe ra xách hộ vào. Ngồi thêm được một lúc thì Dũng từ quầy lễ tân bước đến thông báo. Mọi người có chút thay đổi rồi. Chuyện gì vậy? À, thì là mấy căn villa 2 với 3 phòng ngủ thì chưa hoàn thiện, chỉ có toàn những căn phòng 1 phòng ngủ thôi. Tao lấy 3 căn liền kề nhau cho bọn mình nhé. Tất nhiên là cái đề nghị này khiến cho Định và Hương đồng ý ngay tấp lửa. Cô liền reo lên. Trời đất ơi, vậy thì tốt quá. Đây đúng là sự riêng tư mà bọn tao cần đấy. Nhưng ở phía ngược lại, Chiến và Hoa đều lắc đầu phản ứng ngay. Hoa nói, không được đâu, Hoa không muốn ở một mình. Hoa bị yếu bóng vía với lại hay bị giật mình nửa đêm. Giờ cho mình ở một mình thì làm sao chịu nổi. Chiến cũng nói chen, đúng rồi, tao tưởng bọn mình sẽ ở chung một căn cho vui, đằng này phải tách lẻ ra sao? Vậy thì còn gì là vui nữa? Dũng liền lắc đầu nói, hết cách rồi. Ở những căn 2-3 phòng ngủ kia thì lại không có nước, làm sao chúng ta sinh hoạt được? Còn Hoa, em sang ngủ với anh đi, anh hứa anh không làm gì cả. Nghe đến đây thì Chiến có lẽ cũng ngầm đoán ra được hàm ý của bạn mình. Cậu ta thở dài thườn thượt rồi nói, tao đùa thôi Dũng này, cứ để cho Định với Hương, mày và con Hoa ở 2 căn, tao ở căn còn lại. Tao cũng thích riêng tư một chút, và lại nhớ có quyến rũ được em nhân viên xinh đẹp nào thì dù vào căn của mình chơi chứ. Ở với mày tối ngày ngáy muốn điếc cả tai, sao mà ngủ cho nổi. Trước sự sắp xếp của Chiến, Dũng, Định và Hương đều gật đầu đồng ý. Chỉ còn mỗi Hoa là có chút ngập ngừng. Nhưng rồi cô cũng đành phải gật đầu đồng ý. Dù sao Dũng bây giờ đối với cô cũng là người yêu. Nói xong cả nhóm bắt đầu lấy chìa khóa để nhận phòng. Để cho sự yên tĩnh ở mức độ tuyệt đối, cả nhóm chặn 3 căn villa ở tít phía xa. Muốn ra sảnh phải đi bằng xe điện. Ngồi trên xe, Dũng liên tục nhìn Chiến bằng một cặp mắt biết ơn. Còn Chiến thì cũng có chút an ủi, bởi cái hồ hiện ra trước mắt cậu nằm ngoài sức tưởng tượng. Bởi nó rộng xanh ngắt và có sẵn mấy chiếc thuyền ca giác nèo ở trên bờ. Với một cảnh như vậy thì chiều chiều chèo thuyền xong, lên bờ mở tiệc nướng thì còn gì bằng. Đúng 3 giờ chiều sau khi nghỉ ngơi thì cả nhóm thay quần áo tập trung tại con đường dẫn ra hồ nước. Trong mặt người nào người nấy cũng hào hứng, Chiến liền buông ngay một câu châm chọc. Định Dũng, nãy giờ làm mấy nháy rồi mà người cứ tủm tỉm cười vậy? Cậu ta lại quay sang Hoa. Hoa này, con Hương thì nó quen rồi tôi không nói, còn bà thì phải cẩn thận đó. Tôi biết thằng Dũng lâu rồi, nó không có tốt đâu, coi chừng nó chơi qua đường rồi nó bỏ đấy. Ơ hay cái thằng này, đừng có nghĩ mà mày có võ mà ta không đánh được nhé. Định, cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Vừa nói, Định và Dũng đều đồng loạt lao vào, kẻ túm tay người túm chân, rồi quàng luôn Chiến xuống dưới hồ. Cả đám cười như là được mùa, bắt đầu nhảy xuống làn nước mát trong vắt để tắm. Riêng Hoa do không biết bơi cho nên cô ngồi trên bờ, lấy mấy quả táo đem theo lúc sáng ra gọt rồi đợi cho cả nhóm tắm xong thì lên ăn. Đang mải mê với quả táo ở trên tay thì bất chợt Hoa cảm giác như có người nào đó đang đứng nhìn mình.
Theo phản xạ cô liền đưa mắt nhìn về phía bên kia hồ nước thì nhận ra đúng là có người đang ở đó thật. Mà không phải một mà đến tận 3-4 người. Ai nấy cũng đều ăn mặc rách rưới, nước da đen nhẹm gầy gò ốm yếu. Đặc biệt cặp mắt của họ cứ nhìn chằm chằm vào cô. Có chút giật mình, Hoa đánh rơi con dao xuống đất. Sự bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi vừa mới nhặt con dao lên, nhìn lại thì Hoa không còn trông thấy đám người kia nữa. Hoa, Hoa! Đúng lúc này thì Dũng và đám bạn leo lên bờ, cất tiếng gọi. Nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của người yêu, cậu hỏi: Em sao vậy, có chuyện gì? À em... Hoa bối rối, mắt vẫn nhìn ráo rác để tìm kiếm những bóng người kia. Hoa, em nhìn gì vậy? Hình như là em thấy có người đó. Ai, nhân viên resort à? Không phải, em không biết ai ở trong đó cả. Họ cũng không phải là người trong khu resort này. Em nghĩ vậy bởi vì trông họ bẩn thỉu và rách rưới lắm. Nhìn cứ như là một đám ăn mày vậy đó. Nghe qua miêu tả của Hoa thì Dũng bắt đầu lẩm bẩm: Quái, sao lại như vậy được? Nguyên cái khu này được bao bọc bởi tường rào cao đến hơn 3 mét, gần như là biệt lập với khu bên ngoài. Có khi nào em nhìn nhầm hay không? Không, em không nhìn nhầm đâu, rõ ràng là họ đứng ở kia mà. Vừa nói Hoa vừa chỉ về phía đối diện hồ. Trên lúc này cũng nói chen: Hay là có khi nào là ma không? Cái câu nói này của cậu ta lập tức làm cho 4 người còn lại đều giật mình. Nhưng rồi cũng rất nhanh chóng định dư chân đá một cái vào mông của Chiến rồi nói: Cái thằng này suốt ngày ma với cỏ, đừng có nghĩ hai đứa con gái ở đây là có thể hù được nha. Nói trước, Hương nó nhiều khi còn hơn cả đàn ông đấy. Chiến liền phì cười: Ta chọc tụi bay một chút thôi mà, với lại tao từ trước đến giờ không tin ma cỏ đâu. Chắc là có mấy người nhân viên làm vườn, người ta mặc quần áo xòe xòa cho dễ làm việc thôi. Sự giải thích qua việc suy luận này của Chiến có vẻ khá có lý. Tuy nhiên Hoan lại có một cảm giác không giống như vậy, nhất là những cái nhìn đầy bí ẩn của đám người kia. Nhưng do không biết nói gì thêm cho nên cô đành im lặng. Trở về đêm chỉ có mới hơn 7 giờ mà khung cảnh xung quanh hồ đã hoàn toàn tĩnh lặng. Điều này quá khác biệt với cảnh ở thành phố. Cả nhóm ngồi bên bếp lửa, mùi thịt nướng bay lên thơm phức. Đình và Hương như thường lệ vẫn thể hiện những cử chỉ tình cảm đầy âu yếm. Giống với người yêu của mình thì cũng chẳng kém cạnh. Ngày còn lại thì tất nhiên là không cười vui nổi. Chiến vừa chờ mấy xiên thịt trên bếp vừa mở điện thoại ra đọc tin tức cho quên đi hai bát cơm chó đang đầy tăm tắp trước mặt của mình. Và rồi lướt thêm một lúc nữa thì cậu ta giật mình trợn mắt thẳng thốt: Nguy rồi chúng mày ơi. Tiếng thẳng thốt của Chiến ngay lập tức làm cho cả 4 người còn lại chú ý. Đình là người lên tiếng hỏi: Có chuyện gì vậy mày? Nguy to rồi, ở thành phố đang bùng dịch. Cái gì bùng là sao, ở đâu? Nhiều nơi lắm, cả 30-40 ca trong cộng đồng này. Đúng 12 giờ đêm nay cả thành phố sẽ giãn cách cả rồi đấy. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trời đất ơi, nghe ghê vậy quá. Nhưng mà nếu nó bùng dịch thì làm sao chúng ta có thể về? Chứng kiến sự bối rối của cả đám bạn, Dũng nhanh chóng phân tích: Thôi nào mọi người, đừng hoảng loạn vào lúc này. Dù sao thì chúng ta hiện tại cũng đang ở một nơi an toàn, tách biệt với vùng dịch đúng lúc. Ta thấy đây là một sự may mắn chứ không phải là có gì lo ngại. Cùng lắm thì mình ở đây giam bữa nửa tháng chứ có làm sao đâu. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, lại được ở cùng người mình yêu thương, tụi bay không thích à? Chiến liền nói chen: Đúng vậy, ta thấy thằng Dũng nó nói đúng đó. Bây giờ mình được như vậy là quá tốt rồi. Tao đây một mình còn không la, tụi bay có đôi có cặp thì than thở cái gì. Còn chuyện ở thành phố còn dang dở thì cứ từ mà làm cũng được. Bây giờ về ấy có khi bị đưa vào khu cách ly không chừng đó. Nghe Dũng và Chiến nói như vậy thì cả 3 người còn lại cũng an tâm hơn phần nào. Tuy nhiên viễn cảnh dịch bệnh tràn lan trước mắt cũng làm cho họ có đôi chút mất vui. Ăn uống xong thì Dũng nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ đêm cho nên cả bọn bắt đầu dọn dẹp. Ra về lại căn villa của mình, bầu trời vẫn còn tối đen u ám mờ mịt như ban nãy. Hoa một tay cầm giỏ bánh ngọt, một tay lại đan vào bàn tay của Dũng rồi rảo bước rời khỏi hồ. Đúng vào lúc ấy, bên tai của cô truyền đến một tiếng động khá lớn, nghe giống như là ai đó đang nhảy xuống nước vậy. Theo phản xạ, Hoa đưa mắt quay ra để nhìn, thế nhưng mặt nước bây giờ hoàn toàn tĩnh lặng. Không có chút dấu hiệu nào của việc có người vào đó tác động đến. Thế người yêu đang đi bỗng nhiên ngừng lại, Dũng quay sang nhíu mày rồi hỏi: Có chuyện gì vậy?
Không không có gì. Cô liền lắc đầu tiếp tục bước theo người yêu. Nhưng Hòa đâu biết được rằng từ dưới mặt nước bắt đầu có mấy cái bóng đen trồi lên, đưa cặp mắt trừng trừng dõi theo cô và những người còn lại. Về đến căn villa của mình, Hòa đi tắm, còn Dũng thì tranh thủ gọi về cho gia đình, dặn dò họ cẩn thận đề phòng dịch bệnh. Ở căn bên cạnh, Hương và Định cũng đang chìm vào cơn hoan lạc. Khoảng cách của ba căn villa không xa, nên nếu để ý lắng nghe thì có thể nhiều khi sẽ phải đỏ mặt vì những tiếng rên vọng đến. Lát sau, Hoa từ trong phòng tắm bước ra, Dũng trông thấy như vậy thì trong lòng cũng xao động. Nhưng mà tất nhiên là ở chuyến đi đầu tiên này, cậu không muốn sỗ sàng. Ngồi trên ghế, Dũng nhoẻn miệng cười. Tắm xong rồi đó hả, mát mẻ không? Mát lắm. Hoa vừa gật đầu vừa lấy máy sấy để hong khô tóc. Kể thật cả hai chỉ biết ngồi đó nhìn nhau một cách chần chối, chứ cũng chẳng biết làm gì cả. Đợi cho tóc của Hoa khô thì cả hai đi vào phòng ngủ. Tuy là ngủ chung nhưng mà Dũng biết cách để tạo sự an tâm cho đối phương. Cậu nằm ở mép giường lấy gối ôm rồi xoay lưng vào tường. Do hôm nay đi hơi nhiều cho nên chỉ mất khoảng chừng hơn 5 phút để đang nghe thì tiếng ngáy của cậu vang lên. Hoa thì khỏe hơn, cô chưa muốn ngủ vội cho nên ngồi ngay cái ghế tựa sát cửa sổ. Từ đây cô có thể ngắm nhìn hết tất thảy con đường, hàng cây xanh dẫn ra cái hồ nước ban nãy, cả nhóm ăn đồ nướng. Vừa rồi cũng chính lúc này đây Hoa phát hiện, hình như ở ngoài đó lúc này đang có người. Điều này khá lạ, bởi bây giờ đã hơn 10 giờ khuya, còn ai đi ra ngoài ấy tắm nữa cơ chứ. Cô nhắm mắt để nhìn cho rõ hơn thì nhận ra có khá đông người đang chơi đùa, té nước ở trên mặt hồ. Trông nó không khác gì một cái lễ hội cả. Tuy nhiên trái ngược với sự vui vẻ ấy, Hoa lại không thể nghe được bất cứ một tiếng người hay âm thanh nào vọng lại. Có chút tò mò cộng với việc chưa buồn ngủ cho nên cô quyết định đi ra đó để xem thế nào. Nói là làm, Hoa nhanh chóng khoác chiếc áo choàng lên người, vớ thêm cặp kính cận rồi rón rén bước ra bên ngoài. Rời khỏi căn villa thì Hoa cứ như vậy nhắm thẳng con đường mòn trước mặt đi tới. Lúc chỉ còn cách hồ nước chừng 20 mét thì cuối cùng cô cũng có thể nghe được tiếng cười nói của đám kia. Thế nhưng khi đi qua khỏi hàng cây xanh, những gì mà cô nhìn thấy chỉ là một mặt hồ hoang vắng, không còn lại bất cứ một bóng người nào xuất hiện ở đó cả. Khỏi phải nói, Hòa hoang mang lắm, cô lẩm nhẩm. Quái, rõ ràng mình vừa nghe thấy tiếng người ở đây sao lại... Để cho chắc chắn hơn, cô đảo mắt kiểm tra thêm một lần nữa, nhưng mọi thứ đều vắng lặng đến mức đáng sợ. Chưa dừng lại ở đó, Hòa nhớ đến việc đám người ăn mặc rách rưới mà cô thấy lúc chiều. Cộng tất cả lại, một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu, làm cho Hòa có chút rùng mình. Đúng lúc ấy thì mặt nước trong hồ bất ngờ vọng lại những tiếng động bì bõm. Đáng nói hơn, vẫn không hề có người nào tác động đến nó cả. Chứng kiến đống bọt nước tung lên trắng xóa, Hòa nghĩ ngay đến khả năng mình đang gặp phải thứ không nên gặp. Thế là nhanh như cắt, cô quay lưng chạy bán sống bán chết. Vừa chạy, Hoa vừa ngoái nhìn ra đằng sau lưng của mình để kiểm tra xem có bất cứ thứ gì bám theo không. Chạy như vậy được một lúc thì Hoa bất ngờ vì va phải một người nào đó. Cô va chạm làm cô mất thăng bằng, ngã rúi rồi xuống nền đất. Bởi vì quá lo sợ cho nên Hoa vội vàng đưa tay của mình lên xua xua. Đừng qua đây, làm ơn đừng qua đây. Hoa. Phải đến khi nghe thấy tên mình được lặp đi lặp lại nhiều lần, Hoa mới thực sự bừng tỉnh. Cô nhận ra người mà mình vừa va phải chính là chính. Trong gương mặt của cậu ta ngơ ngác. Hoa, làm sao vậy, có chuyện gì? Mình sợ lắm, hình như là mình thấy ma đó. Cái gì, ma ở đâu? Ở ngoài hồ đó. Hoa bắt đầu kể lại cho đối phương nghe về những gì mình vừa chứng kiến. Nghe xong Chiến cũng hoang mang lắm. Nhưng mà do không tin vào ma quỷ cho nên cậu liền lắc đầu trấn an Hoa. Nào đứng dậy đi, bình tĩnh lại. Nhiều khi là bà nhìn nhầm đó, chứ làm gì có cái chuyện như vậy. Hoặc là có khi là cá ở trong hồ, chúng nó đang đến mùa sinh sản cho nên mới quấy nước ầm ầm như vậy. Mấy cái này tôi có tìm hiểu cho nên rành lắm. Có thật vậy không? Có thật đây là do cá không? Thật mà, bà phải tin tôi đi. Bây giờ cũng muộn rồi, mau về phòng ngủ đi. Sao mai nghe thằng Dũng nói là còn nhiều trò lắm đấy. Cảm ơn Chiến nhá. Hoa vừa nói vừa lững thững bước đi về căn villa của mình.
Đợi cho cô đi khỏi, Chiến mới nhờ mắt nhìn theo về phía hồ nước rầm bầm. Trong vẻ mặt của Hòa bà nãy thì có vẻ cô ấy không nói dối. Vậy chuyện này... Thế đừng có nhiều điểm khó hiểu, sự tò mò trong người của Chiến nổi lên. Cậu ta cứ như vậy bước thẳng về phía hồ nước để xem qua một vòng. Sẽ đến nơi không như lời của Hoa kể, bởi mặt nước lúc này hoàn toàn vắng lặng. Chiến cũng chịu khó đứng đợi thêm nửa giờ đồng hồ, nhưng mà do không cảm thấy bất cứ một sự nghi ngờ nào, cho nên cậu đành quay lưng về căn villa của mình để ngủ nghỉ. Sáng ngày hôm sau thì Chiến thức dậy khá sớm, tuy nhiên bốn người còn lại thì không như vậy. Cậu gọi mà chẳng ai thèm nhấc máy, thế là Chiến lại đành lết ra ngoài sân tập thể dục một mình. Đối với dân võ như cậu thì mỗi một ngày không vận động xương khớp thì chẳng khác nào là nhịn ăn nhịn uống. Vừa mới thay cái áo bà lỗ vào người thì cậu giật mình bởi có tiếng ấn chuông cửa ở bên ngoài. Có một chút ngờ, nhưng mà Chiến nghĩ chắc là một trong bốn đứa bạn đã thức dậy và ra rủ cậu đi tập thể dục. Nghĩ vậy cho nên Chiến nhanh chóng chạy thật nhanh ra mở cửa. Đang chuẩn bị nở một nụ cười thân thiện với đối phương thì cậu phải ngừng nó lại, bởi bên ngoài căn villa không hề có ai. Chiến lẩm bẩm, quái lạ, vừa mới nghe đây mà, hay là mình nhầm. Nói xong thì cậu đóng cửa lại, vào thay nốt cái quần thể thao. Ấy vậy mà vừa mới quay lưng đi, tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này nó ở quá gần để Chiến có thể khẳng định là mình không nghe nhầm. Tuy nhiên lại thêm một lần nữa, khi mà cánh cửa vừa hé mở thì Chiến vẫn chẳng thấy có bất cứ bóng dáng nào ở bên ngoài. Có chút bực bội và nghĩ mình bị trêu chọc cho nên cậu liền gắt lên. Mẹ nó chứ, thằng Dũng phải không, mày đâu rồi? Vừa nói Chiến vừa bước ra ngoài nhìn khắp các ngóc ngách xung quanh, nhưng cậu lại chẳng hề trông thấy đối phương đâu cả. Đúng lúc này từ bên trong căn villa bên cạnh, Dũng mở cửa bước ra nhíu mày. Ê, mày làm cái gì ngơ ngác như mất đồ vậy, tìm gì à? Mẹ nó chứ, tao đang tìm mày đấy, mày vừa chọc tao phải không? Ô cái thằng này, tao vừa mới ngủ dậy còn chưa có kịp đánh răng, ai đâu mà rảnh hù với trà dọa. Chiến cũng nhận ra được đây là một điều vô lý, bởi cho dù có nhanh đến cỡ nào thì Dũng cũng không thể từ cửa căn villa của cậu rồi chạy về như vậy. Chưa kể đến trong gương mặt vẫn còn tỉnh táo của đối phương, Chiến tiếp tục đảo mắt để tìm kiếm. Sau hơn 10 phút thì không phát hiện ra được gì, cho nên cậu đành trở lại với những bài tập vận động của mình. Đúng 8 giờ sáng, cả nhóm có mặt tại sảnh ăn của khu resort. Chỗ này vẫn chưa được sơn lại cho nên nhìn có chút luộm thuộm lắm. Dũng, Định và Hương vừa ăn vừa nói hớn hở. Tuy nhiên về phía Chiến và Hoa thì không được như vậy, bởi qua những gì vừa diễn ra thì họ có chút bất an lo lắng, mặc dù không biết rõ sự bất an này là gì. Nhận ra điều khác lạ, Dũng quay sang huýt vai của Chiến rồi hỏi, mày sao vậy, sáng giờ cứ thế là lạ. Không có gì đâu. Chiến lắc đầu tiếp tục lướt điện thoại để cập nhật tin tức về dịch bệnh ở thành phố. Ăn xong theo lời đề nghị của Dũng, cả nhóm sẽ chơi chèo thuyền kayak. Vốn không có ấn tượng tốt với cái hồ nước kia cho nên Hoan lập tức lắc đầu từ chối. Mình không tham gia nhé các bạn. Dũng nhíu mày hỏi, sao vậy, em thấy không khỏe ở đâu? Vâng ạ, chắc là do đêm qua lạ chỗ em không ngủ được cho nên em thấy trong người hơi mệt. Đem về phòng nằm nghỉ thêm một lúc là khỏi thôi. Có chắc không đó? Thế không ổn chỗ nào thì phải báo cho anh biết nghe chưa? Em biết rồi. Thế mọi người chơi vui nhé. Hẹn gặp lại bữa trưa nay. Nói xong Tiểu Hoa đứng lên rời khỏi bàn ăn. Nhóm của Dũng thì đi về hướng hồ nước. Trời hôm nay có nhiều mây, nắng không gắt cho nên thích hợp cho việc chơi ngoài trời. Trong khi Dũng, Chiến và Định đang loay hoay làm quen với chiếc thuyền ca giác ở dưới nước, thì ở trên bờ Hương trải ra một tấm bạt rồi nằm tắm nắng. Tuy đây không phải là bãi biển cho lắm, nhưng mà nhìn chung thì mọi thứ vẫn ở mức độ chấp nhận được. Nằm được một lúc thì Hương thấy cơn buồn ngủ ập đến. Do đêm qua làm mấy nháy với Định cho nên cô cũng không thể ngủ đủ giấc. Thế là chỉ khoảng chừng hơn 15 phút trôi qua, Hương đã từ từ chìm vào trong giấc ngủ của mình. Nhưng tưởng đầu đây sẽ là chút phút giây thư giãn thoải mái của mình, nhưng mà không, Hương lại bắt đầu nằm mơ. Trong đó cô thấy mình vẫn ở ngay cái hồ nước này, nhưng mà ngoài mình ra không còn trông thấy bất cứ một ai nữa. Thế vậy Hương liền cất tiếng gọi, anh Định, Chiến, Dũng, mọi người đâu cả rồi? Hương gọi như vậy nhưng không có ai trả lời cô.
Có chút hoang mang, cô vừa tiếp tục gọi vừa chạy một vòng để tìm kiếm. Chạy cả một vòng hồ vẫn không có chút thông tin hay phản đối nào từ đối phương. Nhưng bắt đầu thấm mệt, cô ngồi phịch xuống sát mép nước rồi lẩm bẩm mắng: mấy cái người này không chơi nữa, đi về mà cũng không nói với mình đến một tiếng. Hay lắm, đợi mình nghỉ mệt xong về thì sẽ cho từng người biết tay. Ấy vậy mà điều Hương không ngờ nhất là vừa mới dứt câu thì từ dưới mặt nước một bàn tay trắng bạch trồi lên, nắm chặt lấy chân của cô. Khỏi phải nói, Hương giật bắn mình hét toáng cả lên. Chưa dừng lại ở đó, ngoài bàn tay gớm ghiếc kia là một cái thân người cũng trồi lên từ đó. Và thật bất ngờ, người dưới nước đang trồi lên kia chính là Định, người yêu của Hương. Trong gương mặt của anh ta đầy máu me hòa cùng với nước hồ, chẳng khác gì một bộ phim kinh dị. Trước sự kinh khủng hiện tại, Hương cắn răng hét lên một tiếng. Ngay lập tức thì làm cho cô bừng tỉnh trở lại. Chưa hoàn hồn được, Hương vẫn còn vùng vẫy chân tay một cách điên cuồng. Phải cho đến khi Định và hai người kia thấy biến, chạy lên nắm lấy tay của cô. Hương Hương, em sao vậy? Định vừa hỏi vừa lay vai của người yêu thật mạnh. Nhưng bừng tỉnh, Hương liền ôm chầm lấy cậu rồi khóc nức. Anh ạ, em sợ quá. Có chuyện gì nói anh nghe. Em... Hương bắt đầu thuật lại giấc mơ kinh khủng vừa rồi của mình. Nghe xong thì Định lắc đầu trấn an người yêu. Trời đất ơi, vậy anh tưởng gì? Chỉ là một giấc mơ thì không có gì cả. Thật không? Chỉ là mơ à? Đúng vậy. Chị em nhìn xem, anh vẫn còn ở đây với em mà. Làm gì có cái chuyện gì chứ? Đừng có nghĩ ngợi lung tung. Hương gật gù rồi đòi về. Do thấy cũng không còn sớm cho nên cả nhóm quyết định ngưng buổi chèo thuyền của mình. Về đến nơi chính lại trở về với không gian riêng tư của mình. Còn khoảng hơn 1 giờ nữa là đến giờ cơm trưa, cho nên cậu tranh thủ đi tắm táp và chuẩn bị một ít mồi để chiều đem ra hồ câu. Vừa mới vào trong phòng tắm chưa kịp xả nước thì đột nhiên đèn phòng vụt tắt. Đứng giữa hai cái không gian tối om, cậu thầm nhủ: ơ, mất điện sao? Thế nhưng cái suy nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ bởi bên ngoài ánh sáng từ ngọn đèn vẫn còn hắt qua khe cửa. Nghĩ chăng chỉ mỗi một mình trong phòng bị hỏng, cho nên Chiến Định sẽ cứ tắm trong phòng tối rồi phản hồi lại với bộ phận buồng phòng vào bữa cơm trưa. Nói là làm, cậu đưa tay vặn vòi nước, cái đầu và làn nước ấm áp từ vòi chảy xuống. Ban đầu nó đúng là thoải mái thật, nhưng mà được một lúc thì Chiến bắt đầu cảm thấy dường như là có mùi gì đó tanh tanh xộc vào trong mũi của mình. Thế là ngay lập tức cậu khóa vòi lại, chạy ra ngoài để kiểm tra. Đến lúc này thì Chiến xoay mình trong tấm gương ở kế bên. Và chỉ mất chưa đến 3 giây để cậu trông mắt kinh hãi, bởi khắp người của Chiến lúc này ướt đẫm một thứ nước màu đỏ tanh hôi kinh khủng. Cái gì thế? Dương hôn cả người như vậy, Chiến lao ra khỏi phòng rồi gọi lớn: có ai không? Nhân viên gì sọt đâu cả rồi, có ai không? Nghe thế, tiếng hét của bạn mình lần lượt Dũng, Đỉnh, Hương và Hoa chạy ra. Trong bộ dạng này, Dũng bất ngờ cậu hỏi: ê Chiến, mày sao vậy? Ta không biết, tự dưng nước ở trong phòng tắm lại thành ra thế này. Ta không biết là nó là gì, nó mùi tanh lắm. Hoa đứng gần đó miệng run rẩy thốt lên: máu, là máu. Câu nói này của cô làm cho Hương lo sợ theo. Đúng lúc này thì nhân viên buồng phòng khu resort cũng xuất hiện. Đây là một người đàn ông trung niên với nước da đen sạm cháy nắng. Ông gật đầu chào khắp lượt rồi hỏi: dạ thưa, là quý khách có vấn đề gì vậy? Ông nhìn xem đi, nước trong phòng sao lại thành ra như vậy? À, dạ, để đợi một lát tôi vào kiểm tra. Nói dứt câu thì người đàn ông kia đưa chân bước vào căn villa của Chiến. Sau hơn 15 phút thì ông trở ra với một vẻ mặt bình thường. Thưa quý khách, là hệ thống nước trong căn này đã gặp sự cố. Nó bị hòa với nước bùn đất đỏ đặc trưng của vùng. Tôi không cần biết là nguyên nhân từ đâu, ông sửa xong chưa? Dạ thưa, là để sửa được nó phải mất rất nhiều thời gian, và lại còn phải xin phép quản lý với giám đốc. Nhanh lắm thì cũng phải đến tận chiều tối mai. Cái gì? Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Thế không ổn, Dũng cắt ngang cố gắng hạ nhiệt cho cái đầu nóng của bạn mình. Thôi ông về đi, vấn đề này tôi sẽ trao đổi lại với giám đốc của ông sau. Vâng ạ, cảm ơn quý khách. Nói đến đây thì người đàn ông quay lưng đi. Đợi cho bóng của ông ta khuất khỏi, Dũng mới từ tốn giải thích: Chiến này, mày bình tĩnh lại đi. Đây là vấn đề ngoài ý muốn, và lại ta cũng có nói trước, ở đây cơ sở hạ tầng chưa có làm xong, cũng không mất tiền gì cả. Mày phản ứng mạnh quá thì nhiều khi ta cũng khó nói chuyện. Hay là bây giờ mày tạm thời đừng sử dụng cái phòng tắm ấy nữa,
có nhu cầu thì cứ qua quan của tao mà dùng. Nhận ra mình có chút lỗ mãng, Chín thở dài lắc đầu. Thôi được rồi, ta không làm lớn chuyện này, cứ như vậy đi, ta đi tắm đã. Đến bữa ăn trưa thì mọi thứ dần quay trở lại sự bình thường. Cả nhóm đang cười nói với nhau hết sức vui vẻ thì có một bà lao công từ phía gian nhà sau để một cái thùng nước lau đi tới. Trông thấy nhóm của Dũng thì bà ta có chút khựng lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào từng người còn lại, vẻ mặt thì không có chút nào tự nhiên. Ngược lại trong nhóm lại chẳng hề có ai để ý đến, trừ Hoa và Hương. Không biết có phải do hai cô nhạy cảm hay là giác quan của phụ nữ, nhưng mà nhìn thấy kẻ ánh mắt, cả hai cảm giác như là đối phương có chuyện gì muốn nói cho mình biết vậy. Bản tính của Hoa thì có chuyện thắc mắc là nhất định phải tìm hiểu cho bằng được. Và rồi cơ hội nhanh chóng đến với cô và Hương, là bởi vì sau khi ăn xong thì họ ra nhà vệ sinh để rửa tay thì lại bắt gặp bà lao công kia đang ngồi nghỉ mệt ở trên ghế đá. Tất nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Rửa tay xong thì Hoa kéo Hương, hai người nhanh chóng tiến lại gần, khẽ cất tiếng gọi: "Cô dì ơi." Có chút giật mình, bà lao công vội vàng đứng lên cúi người rồi hỏi: "Thưa cô, là hai cô cần gì hả?" "Không có đâu, con không cần gì hết, bọn con có mấy chuyện muốn hỏi cô." "À, có chuyện gì cô cứ hỏi đi." Tất nhiên là Hoa không thể hỏi ngay vì cái biểu hiện ban nãy của bà lao công. Cô ngồi xuống hỏi vài câu đơn giản: "Cô làm ở khu resort này bao lâu rồi?" "À, tôi làm được mấy tháng." "Mức lương đủ sống không cô?" "À, lo được cho mấy đứa nhỏ ở nhà." "À, cháu ở đây từ hôm qua thì mọi thứ cũng ổn, chỗ này nhiều cây cối cũng đẹp cô nhỉ?" "À, cũng đẹp thế nhưng mà..." Thế được sự ngập ngừng của đối phương, Hoa liền nhanh chóng hỏi xoáy ngay: "À, nhưng mà sao vậy cô, bộ ở đây có gì ạ?" Tôi không biết là con đi nói chuyện này cho mấy cô biết nữa không. Cô cứ nói đi. Các cô ở đây có một đêm rồi chứ nhỉ, có thấy chuyện gì lạ không ạ?" "Chuyện lạ là làm sao ạ?" Thì là gặp ma ấy." Khỏi phải nói, nghe bà lao công nói dứt câu như vậy thì cả Hoa và Hương đều đồng loạt quay sang nhìn nhau. Chưa dừng lại ở đó, bà ta liền tiếp tục kể: "Đất này từ thời Pháp thuộc là một đồn điền cao su. Thời ấy đời sống nhân dân khổ cực một, thì những người làm phu công nhân trong đồn điền thì lại càng khổ cực gấp đôi. Một ngày nọ họ phải làm đến gần 20 tiếng đồng hồ. Đã vậy điều kiện ăn uống khổ sở khiến cho rất nhiều người không chịu đựng nổi. Những ai kiệt sức chết thì được bọn chủ đồn điền và tay sai chặt ra thành từng khúc rồi đem chôn xuống gốc cây cao su để đầm phân bón. Thành thử là qua bao nhiêu năm tích tụ, lượng khí ở đây đến mức ngút trời. Sau giải phóng thì nhiều dự án công trình được vẽ lên trên đất này nhưng không có cách nào thành công. Còn chuyện ma quỷ thì khỏi phải bàn. Nó diễn ra như là cơm bữa. Tôi ở gần đây cho nên tôi biết rõ, thậm chí đã từng chứng kiến rồi. Khoảng hơn 3 năm trước có một ông đến đây để mua đất rồi xây dựng cái resort này. Trong quá trình thi công thì còn chết được cả chục mạng người. Cũng nhiều người khuyên nhưng mà ông ấy vẫn cứ nhất quyết làm cho bằng được. Giờ ở cái khu này nói thật cho các cô, chúng tôi đi làm vì cơm áo gạo tiền chứ cũng sợ lắm. Nhiều khi ban đêm qua lại đây không biết ai là người ai là ma. Nhất là ở cái hồ nước ấy, ngay đâu giờ bên dưới lòng hồ có hàng trăm bộ hài cốt trên được khai quật. Tôi khuyên các cô nếu như mà không có việc gì thì mau rời khỏi đây, nó không tốt lành gì đâu. Nói dứt câu thì bà lao công dường như nhận ra có người đồng nghiệp nào đó đang đến chỗ của mình. Rồi bà nhanh chóng đứng phắt dậy, lò mò kéo thùng nước lau nhà rời khỏi băng ghế đá. Lúc này Hương nắm lấy tay của Hoa rồi thốt lên: "Hoa này, chị bà lao công kể liệu có phải thật không, tao lo quá. Chẳng lẽ ở đây có ma thật sao, mày tin không?" Hoa cũng muốn bác bỏ câu chuyện này nhưng mà làm sao được, khi mà cô sực nhớ đến chuyện lạ mình gặp đêm qua. Thế là Hoa liền kể luôn cho Hương nghe. "Trời đất, thì đúng rồi. Ở đây có ma thật rồi. Còn có chuyện của thằng Chiến lúc nãy nữa chứ. Tao thấy đống nước màu đỏ kia giống như là máu thật đấy. Chuyện này đúng là không đơn giản rồi. Bây giờ mình phải làm sao đây?" "Còn làm sao nữa? Mau đi nói với mấy đứa kia trả phòng rồi về đi. Ở đây có ngày bị do nó dọa cho chết chứ chẳng chơi được đâu." Nói là làm, hai cô gái nhanh chóng quay trở lại sảnh ăn. Lúc này bọn Dũng, Chiến và Định cũng chưa biết chuyện gì xảy ra cho nên ngồi cười nói vui vẻ. Hương ngồi phịch xuống ghế níu lấy tay của người yêu rồi nói:
Anh ơi, mình về thôi, mình về thôi. Nghĩ rằng cô đòi về villa cho nên Định thì thầm. Nào em, còn sớm mà, ngồi ở đây hóng mát nói chuyện một chút, chứ về đó nằm máy lạnh suốt da rẻ nó khô hết cả ra rồi đi này. Không, ý của em là mình về thành phố đó. Ơ, em bình thường không đấy, tự nhiên đang yên đang lành đòi về. Anh à, ở đây có ma, mình không ở được đâu, em sợ lắm. Mà vì có, đừng có mà kiếm chuyện trêu anh đấy, anh không tin đâu. Em nói thật mà. Hương chỉ về phía cổ Hoa. Không tin thì anh hỏi Hoa đi, hỏi xem là vừa rồi chúng em đã nghe thấy gì. Rồi rồi, thì rốt cuộc là hai người nghe được gì, kể lại cho bọn tôi nghe với nào. Chiến liền nói chen. Thế nhưng khi mà hai cô gái thuật lại lời của bà Lao Công thì cả ba người thanh niên kia đồng loạt bật cười khanh khách, nhất là Dũng, cậu lắc đầu bác bỏ ngay. Thôi nào, hai người đừng có mà chọc cười bọn này nữa, mà biết chẳng có gì chứ, thời buổi này mà còn tin vào mấy cái chuyện ấy, không thấy phản khoa học sao? Phải lại nói cho bà biết, dân ở đây thực ra là dân nông thôn, họ cứ nghe mấy cái tin đồn thất thiệt rồi lan truyền nó đi thôi, chứ chẳng biết đúng sai gì cả. Để tôi gọi người bác của mình, bảo ông ấy chấn chỉnh lại công tác nhân sự ở đây, chứ để nói ra như vậy thì có ngày mất khách rồi dẹp tiệm. Hoa và Hương vẫn cố gắng thuyết phục, nhưng mà dường như lý lẽ của cả hai đưa ra đều không thể nào lay chuyển được suy nghĩ của ba người con trai. Thế là họ đành bất lực từ bảo nhau không được ở một mình để tránh việc gặp ma là xong. Trời sập tối, trời bắt đầu có một trận mưa lất phất. Không ra ngoài hồ ăn tiệc thịt nướng như hôm qua được, cho nên cả nhóm tụ tập trong căn villa của Dũng để ăn uống. Cậu chạy vội vào trong phòng của mình rồi đem ra một chai rượu vang được gói một cách hết sức cẩn thận. Hôm qua bây giờ lu bu quá cho nên quên mất, đây là loại rượu vang thượng hạng, sản xuất từ năm 1990 đấy, tính ra đến nay là hơn 20 năm rồi. Có thật không đấy mày, hay là vỏ ngoài 1990 mà trong ruột thì 2021 đấy? Chiến đất lên thì cả bọn liền cười ồ. Tuy nhiên này cũng biết đây chỉ là một câu nói đùa, bởi vì Dũng trước giờ là chuyên gia dùng hàng hiệu, ăn uống hay là mua sắm đều là những thứ mắc tiền. Sau đó chai rượu này chắc chắn không phải là ngoại lệ. Định nhận lấy chai rượu từ trên tay của Dũng xoay một vòng, lời hoài mãi mới có thể bật được một cái nút của nó. Từ bên trong chai một mùi thơm sộc thẳng vào mũi khiến cho cậu suýt xoa. Đúng là rượu ngon rồi, đúng là rượu ngon. Thế là bữa tiệc thịt rượu chính thức được bắt đầu. Bình thường Hoa và Hương không thích uống cho lắm, nhưng mà do đang lo sợ chuyện tâm linh kia, cho nên cả hai quyết định sẽ uống cho say để rồi dễ ngủ, hy vọng sáng hôm sau sẽ không có chuyện gì. Cả nhóm 5 người ăn uống đến gần 11 giờ thì ai nấy cũng đều ngà ngà say. Dũng cầm chai rượu còn gần phân nửa lên rồi nói: thôi dừng nhá, có gì thì mai uống tiếp, bây giờ về phòng ngủ đi. Không ai phản đối ý kiến này của Dũng, cho nên lần lượt từng người đứng lên lọ mọ rồi quay về. Nói về phần của Chiến, sau khi đến căn villa của mình, cậu nằm vật xuống giường. Tuy nhiên do thói quen khó bỏ của mình, đó chính là việc trước khi đi ngủ nhất định phải tắm cho mát mẻ, cho nên cậu không thể nào chợp mắt nổi. Nằm lăn lộn thêm một lúc nữa thì Chiến bật dậy lẩm bẩm: không được rồi, phải tắm thôi. Ngay lập tức Chiến bước xuống giường với lấy bộ quần áo trong tủ rồi cái khăn tắm lọ mọ đi ra ngoài. Ban đầu do phòng tắm vẫn chưa sửa được đường ống, cho nên Chiến định bụng sẽ qua căn của Dũng để xin tắm nhờ. Thế nhưng đứng trước cửa vừa gõ vừa bấm chuông mà chẳng có chút phản hồi ở bên trong. Nghĩ bạn của mình say ngủ cho nên Chiến đành quay lưng đi. Vậy là sẽ không tắm được trước khi đi ngủ sao? Tuy nhiên là Chiến không chấp nhận được chuyện này. Và trong lúc ấy đầu của cậu bất chợt có một luồng suy nghĩ lóe lên. Đó chính là giang hồ để tắm. Nước ở đó vừa trong vừa mát, lại khuya rồi cho nên không có ai trông thấy cậu trần truồng. Thế là không một chút chần chừ, Chiến nhắm thẳng hướng hồ nước mà đi tới. Sẽ đến nơi đúng như suy nghĩ của mình, Chiến không thấy có bất cứ ai ở xung quanh. Cả nước bên dưới thì trông mát mẻ đến khó cưỡng. Chỉ mất chưa đầy một phút để Chiến có thể lột sạch quần áo của mình đang mặc trên người, rồi liền nhảy ùm xuống nước. Mát quá thôi. Vừa ngộp lặn, Chiến vừa cười nói tỏ vẻ sảng khoái. 7 giờ sáng đã là ngày thứ 3 của chuyến đi nghỉ dưỡng. Dũng cũng quen với điều kiện ở đây cho nên thức dậy từ khá sớm. Thay quần áo xong nhớ đến Chiến. Cái thằng đó chắc giờ này đang hì hục tập thể dục. Nghĩ vậy cho nên là Dũng cũng nhanh chóng bước ra
để mà buông vài câu châm chọc bạn của mình. Ấy thế nhưng mà khi cánh cửa vừa được mở ra, cậu lại chẳng hề trông thấy một bóng dáng của Chiến đâu nữa. Cũng không có dấu hiệu nào của việc Chiến đã tập xong cả, bởi đôi giày thể thao của cậu ta vẫn còn nằm trên kệ. Và hơn này hết, Dũng cũng biết thói quen của bạn mình là tập thể dục xong không bao giờ xếp lại giày ngay mà quẳng đó, đến tận chiều mới đem ra lau rửa. Nghĩ đến đây thì Dũng lẩm bẩm: quái nhỉ, thằng này hôm nay dậy muộn sao? Hôm qua dậu uống nhiều rượu quá cho nên bây giờ không có dậy nổi. Thế là Dũng xỏ dép lò mò bước sang căn villa của Chiến để xem xét. Đến nơi cậu liền cất tiếng gọi: Chiến, dậy đi mày. Bên trong không có tiếng trả lời của đối phương. Dũng toàn định đưa tay liền ấn chuông thì lại phát hiện cánh cửa không hề được khóa mà chỉ là khép hờ. Ơ, cái thằng này sao lại hiên thế nhỉ? Một suy nghĩ châm chọc bạn của mình xuất hiện trong đầu của Dũng. Cậu ngay lập tức đẩy cửa rón rén bước vào. Thế nhưng mà vào đến nơi thì không hề trông thấy Chiến đâu cả. Trên giường thì chiếc chăn vẫn còn được trải ra nằm ở trong góc. Dũng liền nhíu mày cất tiếng hỏi thêm một lần nữa: Chiến, Chiến, mày đâu rồi? Lại một lần nữa chỉ có sự im lặng phản hồi lại mình. Dũng lấy điện thoại ra gọi cho đối phương. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dũng bắt đầu ngán ngẩm bởi cậu nhận ra chiếc điện thoại của Chiến vẫn còn đang trên chiếc bàn ở trong phòng. Quái, cái thằng này nó đi đâu được chứ? Càng nghĩ thì Dũng lại càng hoang mang. Tuy nhiên cậu lại nghĩ rằng việc có khi nào Chiến đi ăn sáng hay gì đó hay không. Thế là anh liền bước ra ngoài nhắm thẳng hướng sảnh nhà hàng mà bước tới. Thế nhưng mà chưa kịp đi quá chục bước thì ở đằng sau lưng của Dũng truyền đến một tiếng gọi lớn: Anh Dũng, anh Dũng ơi! Nghe đến gọi tên của mình, Dũng quay lưng và nhận ra người vừa gọi đây là một nhân viên của khu resort. Cậu gật đầu rồi hỏi lại: Chào anh, có chuyện gì vậy? Thưa anh, là người bạn đi cùng anh gặp chuyện rồi. Cái gì? Bạn nào ai gặp chuyện? Thì canh cao cao người cơ bắp đó. Câu nói lời miêu tả này làm cho Dũng nghĩ ngay đến Chiến. Cậu liền hỏi dồn: Sao? Nó bị sao? Anh ấy bị đuối nước, bọn em vừa phát hiện ra nên vội vàng gọi cho anh. Trời đất ơi, thế bây giờ nó đâu? Nó ở đâu? Dạ, vẫn đang ở hồ, chắc công an cũng đến bây giờ đó. Chỉ nghe đến đây thôi thì Dũng lập tức chạy như bay. Đến nơi, đập vào mắt của cậu là một nhóm người mặc đồng phục của khu resort. Tất cả đang hướng mắt về phía một cái thân người đang được đặt ở dưới đất. Bên cạnh hồ nước, khỏi phải nói quần áo tóc tai của người kia hoàn toàn trùng khớp với Chiến. Chiến, Chiến ơi! Chiến, Chiến ơi! Dũng liền gào lên chạy sộc tới chỗ bạn của mình. Người của Chiến đã lạnh ngắt cứng đờ đi. Dũng liền gào: Các người còn đứng đó làm gì? Mau gọi xe cứu thương đi, mau gọi xe cứu thương. Anh Dũng! Một người nhân viên trả lời: Anh bình tĩnh lại đi, bạn anh đã chết rồi. Chúng tôi ban đầu định hô hấp nhân tạo, thế nhưng mà bạn nhìn xem, anh bạn của anh có khi đã chết từ đêm qua, sao chúng tôi dám đem đi đâu? Bây giờ chờ công an đến thì mới giải quyết được. Đợi thêm 15 phút nữa thì có vài người mặc cảnh phục xuất hiện. Họ nhanh chóng kéo Dũng ra khỏi hiện trường rồi khám nghiệm tử thi. Nói về định hương vào hoa, họ thức dậy không thấy bạn của mình đâu. Đã thế còn nghe ở phía dưới hồ có tiếng nước xôn xao lại vọng lại, cho nên kéo ra xem. Ra đến hồ thì ai nấy cũng đều rụng rời trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Đến chiều, thông tin về cái chết của Chiến được làm rõ là do đuối nước, cộng với sự việc phát hiện ra ngay một lượng nồng độ cồn khá lớn trong máu và khăn tắm, quần áo ngộ trên mặt đất, thì người ta kết luận đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Trong lúc say thì Chiến muốn lắm, nhưng mà cơn say đã làm cho cậu ta không kiểm soát được mình. Hậu quả là trượt chân ngã xuống nước rồi chết đuối. Do tình hình dịch bệnh đang căng thẳng cho nên người ta sẽ liên lạc với gia đình của Chiến rồi mang cậu đi hỏa thiêu. Cứ không ai đường theo đi hết cả. Nhận được tin này xong, cả bốn người ngồi thừ người trong phòng giam tại căn villa của Dũng. Có lẽ hơn này hết, chính cậu là người đau buồn nhất. Chiến ơi là Chiến, sao mày lại làm cái chuyện dại dột như vậy hả? Ai lại đi tắm vào cái giờ đấy? Thằng điên này. Định không nói gì, chỉ thở dài rồi nhìn xa xăm. Tuy nhiên có lẽ như Hòa lại không cho rằng sự việc đơn giản đến như vậy. Cô liền quay sang nói với ba người còn lại: Này mọi người,
Mọi người tin là Chiến thực sự bị đuối nước sao hả? Hoa, cô nói gì vậy? Hương liền nhíu mày hỏi. Thế nhưng khi Hoa chưa kịp trả lời thì cô ngầm đoán được ý của đối phương thông qua ánh mắt. Thế là Hương liền thẳng thốt nắm lấy tay của Định. Thôi đúng rồi, hôm qua em đã nói rồi mà anh không có chịu nghe. Ở đây có nhiều tà ma quỷ quái như vậy, anh không những không nghe em mà còn muốn ở lại nữa. Bây giờ thì hay rồi, Chiến đã chết anh không thích sợ sao? Em nói cái gì? Em có biết là giờ không phải là lúc để đùa không? Mấy cái chuyện ma quỷ của em nó không có thật đâu. Giờ việc mình cần làm chính là tìm cách vượt qua sự mất mát ở đây. Hoa liền nói chen. Định, Hương nói đúng đấy. Bây giờ thì ông phải tin bọn tôi. Linh cảm của con gái thường tốt lắm. Ông nghĩ kỹ lại đi. Chiến khỏe mạnh bơi giỏi như vậy thì tại sao lại chết đuối được chứ? Chỉ có thể là... Im hết đi. Tiếng hét của Dũng làm cắt ngang đi câu nói của Hoa. Có vẻ như là cậu ta không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Im hết đi, đừng có ai nói gì nữa, đủ cả rồi đấy. 5 phút, 10 phút và 15 phút trôi qua, rồi gần cả một tiếng đồng hồ, cả bốn người vẫn ngồi im thin thít, không ai nói với ai câu nào cả. Và rồi cũng chính Dũng là người phá tan bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ đấy. Cậu quay sang nắm lấy tay cổ Hoa rồi thủ thỉ. Anh xin lỗi, vừa rồi anh hơi lớn tiếng một chút, em đừng có giận anh. Không, chỉ là chuyện của thằng Chiến thôi. Nó đến nhanh, bất ngờ quá, anh không thể chấp nhận được. Thôi nào. Hoa liền gật gù kéo đầu của Dũng tựa vào vai của mình mà an ủi. Em hiểu mà, và lại em với Hương chỉ là muốn tốt cho tất cả thôi. Em thấy nếu bây giờ mình có ở lại đây chơi thì cũng không còn vui nữa. Hay là mai mình thu dọn về lại thành phố đi anh. Đúng rồi đấy, Hương liền nói chen. Tất nhiên là bây giờ không ai còn hứng thú để mà tiếp tục cuộc hành trình nghỉ dưỡng này nữa cả. Ngồi thêm một lúc nữa thì Hoa cũng mỉm cười nhìn ba người còn lại. Nào mọi người, ta đừng buồn nữa. Tôi thấy nếu như Chiến muốn thấy thì cũng muốn thấy mọi người vui vẻ cầu nguyện cho sự ra đi của cậu ấy, chứ không phải là thấy cảnh khóc lóc ỉ ôi này đâu. Giờ để thay đổi không khí, Hương gọi nhà hàng chuẩn bị đồ ăn đi, gọi thêm ít bia, còn chai rượu hôm qua kìa chúng ta uống cho hết nhé. Cũng coi như là tiến chiến một đoạn. Ý tưởng của Hoa nhanh chóng được ba người còn lại gật đầu hưởng ứng. Cô đứng lên bước vào trong phòng rồi đem nó ra. Chờ thêm một lúc nữa thì đồ ăn cũng được giao đến. Cả bọn ngồi xuống Hoa rót rượu. Cũng may là trong chai còn vừa đủ 4 ly đầy. Hương thì gấp mồi nhắm ra đĩa. Chỉ mới có một ngày thôi nhưng đã thiếu đi mất một chỗ ngồi. Định cầm ly rượu của mình lên dơ ra phía trước rồi nói, ly này chúng ta uống cùng với thằng Chiến. Hương cũng đưa ly sắt lại, tiếp đến là Dũng và cuối cùng là Hoa. Nhưng mà chưa kịp nâng ly lên thì cô trượt tay đánh đổ cả ly rượu xuống bàn. Kết quả là không còn một tí rượu nào sót lại trong ly. Hoa đưa tay vỗ vỗ lên trán của mình. Hoa ơi là Hoa, sao mày hậu đậu thế hả? Hết rượu rồi, lấy cái gì mà uống bây giờ? Thế vậy thì Chiến liền đẩy tới ly rượu của mình sang cho cô. Cô liền nhẹ nhàng nói, ly của anh này em uống đi. Không, không cần đâu. Hoa lắc đầu, anh cứ uống đi. Dù sao thì anh cũng cần nó để giải tỏa chút tâm trạng chứ. Mau uống đi, coi như là em không có duyên uống rượu đêm nay vậy. À, thôi vậy cũng được. Ba người còn lại nhanh chóng nâng ly lên. Sau màn nhấp môi thì Hương đưa cả chỗ rượu cho Định uống với lý do cô không thấy thích mùi vị của nó cho lắm. Sau khi uống cạn sạch chỗ rượu đưa tiến ấy thì cả đám bắt đầu chuyển sang bia. Vừa nói vừa nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ nhất về Chiến. Không biết có phải là do tâm trạng không tốt hay không, nhưng mà chỉ ngồi thêm được một lúc nữa thì Định gục xuống bàn mất rồi. Hòa đưa mắt quay sang nhìn Dũng, cậu cũng chẳng khác hơn là bao. Tay cầm chặt lon bia nhưng mà hai mắt thì nhắm nghiền lại. Lúc này chỉ còn cô và Hương là do uống ít cho nên vẫn giữ được một chút tỉnh táo. Vừa rồi Hoa liền đưa tay khều sang bàn của mình thì thầm, Hương tôi bảo này, sao có chuyện gì? Bà muốn đi ra hồ không? Ra đó hả, làm gì? Thì cứ đi theo tôi, đảm bảo có trò vui lắm. Trò gì mới được chứ? Hương chưa kịp hỏi gì thêm thì Hoa đã nắm lấy tay của cô kéo đứng dậy. Trước khi đi cô còn đầm mừ hỏi lại, thế còn Định với Dũng cô không rủ họ đi sao? Không, họ say rồi, để cho họ ngủ mình đi thôi, không thì không kịp mất.
Giờ đang lần lần trong người cho nên Hương chỉ biết đi theo Hoa trong vô thức mà thôi. Đến nơi thì ngoài mặt hồ vẫn còn sót lại vài chân hương cháy hết cùng một ít giấy tiền vàng mã. Hương đưa mắt nhìn xung quanh, do cảm thấy hơi lạnh cho nên cô đưa hai tay lên xoa xoa tạo chút hơi ấm. Vừa xoa, Hương vừa tiếp tục hỏi. Ra rồi đấy, có chuyện gì vậy Hoa, nói đi. Hoa vẫn giữ sự im lặng của mình, cô mỉm cười, một nụ cười đầy bí hiểm rồi lùi lại phía sau lưng của Hương. Trong lúc chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên Hương thấy một lực tác động cực mạnh vào hông của mình. Do bất ngờ cổng tim đang say cho nên cô cứ như vậy ngã xuống dòng nước hồ. Bình thường thì Hương đã không biết bơi, ấy vậy mà bây giờ lại đang trong tình trạng say xỉn nữa, cho nên cô nhanh chóng bị uống no một bụng nước. Ở trên bờ, Hoa đứng đó để cặp mắt trừng trừng nhìn Hương, bất chấp cho đối phương vùng vẫy cho đến khi chìm hẳn. Nhưng tưởng đâu đến đây là kết thúc nhưng mà không, đúng lúc này thì một tiếng hát lớn vang lên. Hương! Hoa cũng chỉ kịp nghe thấy như vậy rồi lập tức bị một bóng người hất văng sang một bên. Bóng người kia nhảy ùm xuống nước. Sau gần 5 phút ngộp lặn thì Hương được đưa lên bờ, chứ còn mắt ngỡ ngàng của Hoa. Đáng nói hơn, người vừa mới cứu Hương không ai khác chính là Dũng. Sau khi biết Hương đã an toàn đang nằm trên đất ho sặc sụa từng ngụm nước, cậu liền trừng mắt nhìn Hoa rồi quát. Hoa, em làm cái gì đó? Sao em lại muốn hại Hương? Em không biết, em không biết gì hết. Em đừng nói dối, xem lại không biết. Và lại chuyện của thằng Chiến cũng có liên quan đến em phải không? Không, em không có. Anh đừng có mà nói năng hàm hồ. Anh nghe ai nói vậy? Chuyện vừa rồi chỉ là do em say quá thôi. Anh đừng có trách em. Trong lúc say thì con người ta đâu làm chủ được mình chứ. Im đi. Dũng liền hét lên, cầu móc trong túi ra một sợi dây chuyền bằng bạc rồi gằn giọng. Hoa, em nhìn cho kỹ, đây có phải là sợi dây của em không? Hoa giật mình, đưa tay lên cổ của mình ú ớ. Sao anh lại có nó? Mau trả lại cho em đi. Mau trả cho em. Em biết anh lấy nó từ đâu không? Từ trong tay của thằng Chín đấy. Nó chết cứng cả người nhưng mà tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền này. Nhận ra nó là của em, anh bất ngờ lắm. Nhưng mà sợ rắc rối anh mới cố lấy nó ra trước khi công an đến. Ban đầu anh nghĩ tất cả chỉ là hiểu nhầm, còn bây giờ khi chứng kiến cách em muốn hại chết Thương thì anh càng tin linh cảm của mình là chính xác. Sao, em trả lời đi. Trước những gì Dũng vừa nói thì Hoa ngồi dậy, đưa mắt nhìn đối phương nhận miệng cười. Dũng à, cậu đúng là thông minh thật đấy. Được, nếu cậu muốn biết tôi sẵn lòng trả lời. Hoa đứng dậy bước tới sát mép nước rồi bắt đầu kể lại. Ngọn nguồn của câu chuyện có lẽ phải bắt đầu từ 2 năm trước, khi Hoa và mọi người đều là những sinh viên năm nhất. Ngày mới chập chứng ấy thì người đầu tiên Hoa gặp và khi nhận lớp chính là Định. Cậu ta hết sức giúp đỡ cũng như thường xuyên nói chuyện tâm sự với cô. Càng ngày Hoa lại càng cảm mến Định và cô cũng biết đối phương có ý thích mình. Cả hai cứ duy trì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu ấy. Được vài tháng thì vào một ngày nọ, Định ngột công bố với tất cả mọi người rằng cậu ta quen Hương. Cả thế giới như là sụp đổ trước mắt của Hoa vậy. Cô đau khổ nhưng mà không thể làm được việc gì ngoài việc âm thầm chịu đựng. Từ đó Hoa trở nên lầm lì, ít nói hẳn, luôn tách biệt với đám đông và nhất là những nơi có mặt của Định. Thế nhưng mà sức chịu đựng mãi cũng không phải là cách. Cách dồn nén nó vào trong lòng, Hoa lại càng sinh ra thù hận. Cuối cùng vào gần 1 tháng trước thì cô vô tình được Dũng bắt chuyện với mình. Trước đây cứ nghĩ là cậu ta giàu có khó gần, nhưng mà không ngờ lại thân thiện như vậy. Thế là Hoa bắt đầu nảy sinh ý định tiếp cận Dũng, để rồi sau đó âm thầm phá hoại mối quan hệ của Định và Hương. Mọi thứ gần như là trôi chảy đến không ngờ, bởi chỉ quen biết Dũng thì cô được đi chung chuyến du lịch với 2 người kia. Hoa mừng rỡ, cô vạch ra cho mình trong kế hoạch trong đầu. Nào là dù dỗ lên giường với Định trước mặt của tình địch. Tuy nhiên Định lại luôn giữ khoảng cách với cô. Cuối cùng thứ khả dĩ nhất đó chính là dọa ma. Vào cái buổi sáng thứ hai, lấy cớ mệt cần nghỉ ngơi, cho nên Hoa ở trong phòng một mình. Đợi cho tất cả mọi người đi hết, cô mới tìm bà lao công rồi bỏ tiền. Nhờ bà ta kể ra một câu chuyện thật kinh dị về vùng đất này. Kế hoạch sau đó diễn ra hết sức suôn sẻ. Nó làm cho Hương sợ mất mật, nhưng mà khiến cho cô ta sợ hơn nữa thì cần phải nâng câu chuyện lên một nước nghiêm trọng hơn. Thế là đêm qua Hoa lại tìm bà lao công để nhờ bà sắp xếp những thứ hiện trường và dấu vết kinh dị trong lúc dọn phòng cho Hương ngày hôm sau. Nhưng mà trong lúc đang bàn bạc thì lại đúng là lúc Chiến đi ra hồ để tắm. Sau khi nghe được cậu ta nghĩ đến việc người bạn thân của mình đã lừa dối tình cảm,
chỉ để phục vụ cho mục đích trả thù của Hoa thì nóng máu lắm. Cả hai người ra ngoài hồ to tiếng cãi vã với nhau. Đến khi Chiến Đình sẽ nói hết thực sự cho Dũng và mọi người biết thì Hoa sợ hãi. Trong giây phút đấy, sự bình tĩnh là lý do xa xỉ. Thế là cô đẩy Chiến ngã xuống nước. Do đang say và bất ngờ cho nên cậu bị chuột rút rồi dần dần chìm hẳn. Sau khi Chiến chết, Hoa cũng hoảng sợ. Tuy nhiên khi mà biết không ai có thể tìm ra được liên quan của mình đến cái chết ấy, thì cô lại bắt đầu bày ra một âm mưu mới. Cô dùng thuốc ngủ bào nhỏ rồi hòa vào trong rượu, một lượng vừa đủ để cho cả ba còn lại bị ngất đi. Tuy nhiên Hương lại không hề uống nhiều, cho nên cô chỉ bị say bia mà thôi. Và thực chất thì chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Bởi nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Dũng thì Hương cũng chịu chung số phận với Chiến rồi. Kể đến đây thì Hoa đưa mắt nhìn đối phương rồi hỏi: "Cậu không bị dính tác dụng của thuốc ngủ sao?" "Có chứ, nhưng mà đó là nếu tôi uống, còn đằng này tôi chỉ ngậm rồi chạy vào nhà vệ sinh để nhổ ra. Không biết lúc ấy có ai mách bảo tôi nữa không, còn cậu thì giờ cậu phải chịu trách nhiệm về những gì mình gây ra." Nghe xong, Hoa nhoẻn miệng cười một cái rồi lắc đầu nói: "Tất nhiên là tôi sẽ phải chịu, tôi thất bại, quả là một kẻ thất bại." Nói dứt câu thì cô đứng phắt dậy lao mình xuống hồ. Khỏi phải nói Dũng bất ngờ lắm, cậu cũng chỉ kịp truy hô lên cho mọi người lao theo. Nghe tiếng truy hô, vài người bắt đầu xuất hiện. Họ đỡ Hương nằm thoi thóp ở dưới đất dậy. Số còn lại thì giúp Dũng mò tìm Hoa. Tuy nhiên chẳng ai tìm thấy cô ấy cả. 3 ngày sau, thi thể của Hoa nổi lên giữa mặt hồ, thân người lạnh cứng, da rẻ trắng bệch, nhưng mà gương mặt thì lại nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.